Hello, chào tất cả anh em. Hiện tại mình đang ở Bến Cát của tỉnh Bình Dương mọi người. Bên công ty mà cho mình được nghỉ làm nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ đến quay một anh rất là quen thuộc trên YouTube, đó là anh Đỗ Nhiều nha mọi người. Khu này người ta cho quay, mình hôm nay mình sẽ quay cặn kẽ về ảnh làm công việc nguy hiểm trên cây như thế nào nha mọi người. Thì anh đang cưa một cây sà cừ, anh đang trên cây kìa. Wow. Anh đang hạ nhanh xuống. Wow, anh cưa một nhánh không cần dây luôn mọi người. Wow, không cần dây mọi người. Wow, anh đang xử lý để anh cưa nhánh đó xuống luôn mọi người. Thì cái anh em bên dưới một dây và anh giờ anh đang mở miệng, anh cưa nguyên nhánh nó xuống luôn mọi người. Wow. Oh. Ý xoài. Quá dữ. Xong một cây mọi người. Anh đang đu dây xuống. Đu lần bên xuống. Hắn gì hai cây à? Quả cây cây này quả thẳng bao nhiêu quả nè? 200 mấy à? 22. Thấy nhỏ lại gốc bự. Là gốc bự ghê. Đây là quan hiện xong, giờ anh đốn luôn cái gốc này mọi người. Chúc mình sẽ quay cho anh đốn gốc. Cho hôm nay mặc nguyên bộ đồ FT luôn mọi người. Khá nổi, khá bắt mắt luôn nè. Áo đẹp gì? Mua. Đó. Nguyên bộ đồ tin đúng là fan của tin không à. Qua cây này nè, đây. Quánh chữ đổ nhiều sau lưng luôn. Đúng nghĩa luôn. Qua đây. Chứ thực tế mà đứng trên cây này không phải không? Nó búng khó chịu lắm. Nó bay luôn á, nó bay mình xuống đất luôn. Nhiều phải giống nhánh là gà hơi cừ con ra bên kia kìa. Chứ nó khác nhanh. Vậy là chút mình cưa cây này ha anh. Cưa cây này. Ồ cây này khá là khó luôn mọi người. Cây này rất là cong nha, cái độ búng nó rất là cao. Đây chúng mình lên làm cây cong này mọi người. Cây này là cây dây điện nó căng bò nó tuốt ngoài. Wow. Nhánh. Bên đây là cao su của người ta nha mọi người, su non nha. Thì chết được. Đưa lên YouTube anh. Đưa ngay chủ cây lên luôn anh. Chủ cây hả? Chứ sao? Dễ buôn bán hả? Đây là bên chu non nha mọi người. Còn ở đây thì là cây sà cừ nè. Mọi người thấy đó, truyền qua chúc anh làm cái này mà mình quay cho mọi người xem nha. Lên tới trình đoạn nha mọi người, đang làm dây an toàn để tiếp tục cưa cây đó nha mọi người. Thả xuống một nhánh mọi người, còn hai cái nhánh cong đó mọi người, hai nhánh cong rất là khó làm mọi người. Giờ anh tiếp tục anh cưa mấy nhánh nhỏ trước nha mọi người, thì cưa mấy nhánh nhỏ trước để mình cưa nhánh lớn sau, thì nhánh này rất khá là to, nếu mà cưa một lần xuống thì không được nha mọi người. Nên anh cứ từ từ. Cây này cong rất là khó. Giờ là nhánh nó
rất an toàn nha mọi người. Nhánh như vậy chứ mọi người, sức nặng của nó rất là nặng luôn á. Đây nè, anh quay dây anh biết nè, sức nặng rất là nặng. Tiếp tục anh cưa nhánh tiếp theo mọi người. Thì cưa nhánh đó thì chú này đã sẵn sàng quay dây mọi người. Thì chặn xe nữa là quất đưa em nhánh này nó xuống. Một nhánh đó và nhánh đó nữa thì hoàn thiện xong một cái cây nữa nha mọi người. Thì rất là nhanh luôn, anh đổ nhiều làm cây khó rất là nhanh luôn mọi người. Đây sợi dây được câu từ đây mọi người lên cái cây bự đó, bắt chuyện xuống đó. Và chuyên nghiệp mọi người. Xong một nhánh, chuẩn bị nhánh tiếp theo thì anh cưa mấy cái khúc khối đó nữa, xuống nữa rồi bắt đầu mới tiếp theo cái nhánh kế bên nha mọi người. Đang chuẩn bị để cưa nhánh cuối cùng của cái cây khối đó mọi người, cây công. Thì bên dưới đang quay nha mọi người, quay dây mọi người. Thì cái sức nhánh của cái nhánh này, cái sức nặng của nhánh này rất là nặng mọi người. Thì nhánh này là nhánh quan trọng nhất trong cái cây này đây. Đó, nặng. Cưa không đứt nha. Câu. Ôi, an toàn mọi người. An toàn. Đúng luôn. Wow. Anh ngồi anh ôm cái cây trên đó kìa. rung rơ luôn. Rồi đi ra đi mua cơm dây để người ta lo cho. Giờ anh hạ tự do cái lóng thần xuống mọi người. Lóng thần còn khá bự luôn rồi. Hoàn thiện cái cây công đó mọi người rất là nhanh luôn. Xong mọi người thì anh đã xuống tới mặt đất an toàn nha. Rất là khen anh đổ nhiều. Bây giờ anh đổ luôn cái gốc này mọi người. Đổ luôn cái gốc cây nghiêng này. Cái gốc này khoảng 100 mấy hoành mọi người, không to nha. Nhưng mà cái gốc thì mình thấy xù xề rất là. Đó. Giờ vô vỗ hả anh? Ai kêu giúp mà giúp? Có làm cháu đây nè. Ờ vô đó đó. Chị đó có người cưa đó. Ừ bụi nè mọi người. Trời hôm nay khá là gió nên bụi tạt vô mặt ảnh nè. Quá. Ồ đứng chịu đựng luôn. Cưa lắm bụi lắm. Đó. Đầu anh đổ góc này là ăn cơm nha mọi người. Thì gốc cây này khoảng 100 mấy hoành nè. Đổ con 046 Ftin 046. Được cái trái không rồi.
mọi người. Khá an toàn. Đây là mặt góc của anh đổ nhiều lấy mặt góc mọi người. Khá là đẹp luôn mọi người. Đó. Đúng là chuyên nghiệp từ trên cây xuống lẫn dưới đất mọi người. Khá chuyên nghiệp luôn. Đây. Mặt cây khá đẹp luôn mọi người. Bằng đẹp. 461. 460 chứ. Bây giờ khoảng 11 giờ trưa mọi người, thì mấy anh em đang tập trung lại để ăn cơm. Thì đổ nhiều anh cũng tập trung là ăn cơm mọi người. Thì ăn cơm xong rồi tiếp tục anh làm tiếp cây khác mọi người. Ok, giờ anh mua hai hộp cơm cho hai anh em mình. Giờ anh em lại ăn chung với anh đổ nhiều luôn. Bây giờ đã hết giờ nghỉ trưa mọi người. Thì anh đổ nhiều tiếp tục trang bị đồ nghề để leo lên cây và làm tiếp nha mọi người. Thì bây giờ khoảng là 12:40, gần 1 giờ trưa mọi người. Thì tiếp tục anh đổ nhiều leo lên cây làm tiếp. Anh đang trang bị đồ nghề mọi người. Đang mang dài nha. Chuẩn bị lên làm cái cây này mọi người. Cây này khá là cao luôn. Cây này cũng tầm 2 mấy mét ha. Chắc 22 thước quá. 22 thước. Dây này 4 mấy thước nè. Cái máy chuyên dụng nè mọi người. Lên cây là chuyên dụng về cái máy 20T của hãng Xtin. Leo mấy cây to này phải nhờ tới cặp móng nha mọi người. Đây, đây là những cái lỗ mà đeo dài cặp móng này chọt vô mọi người để bám lên cây leo nè. Thì cái khúc leo lên rất là mệt mọi người. Mọi người thấy có cặp móng nhưng mà leo lên rất là dùng sức rất là nhiều nha mọi người. Cho nên mỗi lần anh lên cây là anh làm cho tới chừng nào mà xong xuôi việc hết anh mới xuống mọi người. Thì mỗi lần leo lên mỗi lần cực mà. Máy điện thoại mình đã hết pin mọi người, thì còn 20% mà không thể tiếp tục quay anh đổ nhiều làm cho mọi người xem nữa. Thì bây giờ mình tạm ngưng video tại đây. Hẹn mọi người lại những video lần sau nha. Mọi người xem video hãy cho anh đổ nhiều một like, là anh đổ nhiều chuyên làm cây khó. Thì quê anh ở Đồng Tháp mọi người. Ok, đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình, tiếp tục làm những video mới cho mọi người xem. Ok, chúc người luôn thành công trong cuộc sống và những điều tốt đẹp cũng đến mọi người nha. Tạm biệt, bye bye và hẹn gặp lại. Đây, anh đổ nhiều. Ba anh đổ nhiều nha. Ok. Rồi, let's go.